anh sẽ biến quay trở về với những ngày hôm qua, khi mà bao lo toan một bề vẫn đang ở nơi xa, khi mà tuổi trẻ vẫn vương trên mái tóc, khi mà bầu trời vẫn một vẻ xanh trong, đời vẫn mênh mông chúng ta ung dung bước và tất cả. Rồi, xin chào mọi người. Sau chuyến đi này thì tụi mình sẽ có một vài phát biểu. Mình sẽ đi phỏng vấn từng thành viên trong nhóm nha mọi người. Đây, đây là bé Sấm 3 tuổi. Sấm ơi, Sấm có phát biểu cảm nghĩ gì về chuyến đi này? Sấm ơi. Mệt. Mệt nhưng mà vui. Ai sẽ kể ra chuyện Sấm làm sôi xấu. Cái xinh gái nhất. Xinh gái nhất. Ai? Rồi, anh có một clip full nghe của Sấm ha. Rồi. Đây là Danh Heo. Mọi người nghe Danh Heo phát biểu cảm nghĩ của mình nhé. Sao Danh? Và cảm thấy cặc rồi đi. Rồi, Danh Heo vừa phát biểu cảm nghĩ xong rồi mọi người. Đây là bạn Tâm, bạn của Thắm. Em có thể nói cho mọi người nghe về cảm trải nghiệm của em. Rồi, đưa ra, ok, biết chưa rồi. 1, 2, 3, 4 người còn lại, chắc là mình nghĩ là sẽ vui không rồi. Sao biết? Vui đâu vui. Không vui hả? Mình chơi ẻ mình về. Thôi anh, ra sao vậy? Cách tuổi. Đây, rồi ok. Mày lắm nhà, 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 đi nhà, bye bye. Còn Đức và Khánh thì sao? Sau khi hai bạn ấy ghi trên cục đá là số đội của mình là tên là Khánh không ế thì cảm nghĩ là mong muốn không ế. Nhất đeo bạn ấy. Rồi ha, rồi thì trong nhóm thì mọi người đã phát biểu cảm nghĩ xong rồi, bây giờ tới mình. Rồi chuyến đi này là lần đầu tiên mình làm trưởng nhóm đó, thì cảm thấy là rất là cũng mệt, rất là vui nha mọi người. Hy vọng là sẽ gặp lại mọi người vào chuyến đi gần nhất tại Sapa. Chào.